Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là công tác phát triển đảng viên trong từng ngành, từng lĩnh vực. Ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự quan tâm đúng mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, sinh viên. Ở thời điểm đầu nhiệm kỳ 2015, ngành giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 4.400 đảng viên, chiếm tỷ lệ 22,8% cán bộ công chức viên chức toàn ngành. Thì đến tháng 1 năm 2020, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã có hơn 5.500 đảng viên, tăng hơn 1.000 đảng viên, vượt 7,5% so với chỉ tiêu được giao theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh là nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành lên 25%. Để thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đảng viên toàn ngành từ 22,8% lên 25%, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng trong ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường củng cố kiện toàn các tổ chức đảng, từng bước khắc phục tình trạng trường học không có đảng viên, không có tổ chức đảng. Công tác luân chuyển cán bộ cấp trưởng phó và điều động, bố trí giáo viên dạy giỏi là đảng viên, tham gia ban giám hiệu cũng được cấp ủy địa phương phối hợp với ngành giáo dục đào tạo thực hiện ráo riết. Có những đảng viên thì được như đi nhân rộng, chẳng hạn như một đảng viên thì được làm bí thư chi bộ của một đơn vị khác, hiệu trưởng của một trường khác, hoặc là một đảng viên là công tác là phó hiệu trưởng bây giờ cũng đi nhân rộng là có thể lên làm chuyên viên của sở giáo dục hoặc là về một cái bộ phận mới, và nhiều đảng viên khác nữa họ cũng là nhân rộng của các trường mới trong thành phố Vũng Tàu. Đối với các đảng bộ, chi bộ ngành giáo dục đào tạo cũng tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp giáo viên, học sinh, sinh viên phấn đấu vào đảng. Nhiều chi bộ, đoàn thể trong trường học và các cơ quan quản lý giáo dục rất chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Chúng tôi đã có phối hợp với lại các cái địa phương trong vấn đề là đào tạo các cái tập huấn, các cái chương trình chính trị cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường và trong cái thời gian là trước khi vào năm học hoặc là thời gian hè, thì tăng cường các cái lớp bồi dưỡng để cho giáo viên có cái nhận thức rõ hơn, cũng như là có cái việc đánh giá về bản thân đối với sự cống hiến cho ngành, cống hiến cho nhân dân và xã hội. Thì kết quả là chúng tôi thấy là cuối nhiệm kỳ thì cái việc nhận thức đó trong đội ngũ có sự tiến bộ. Phòng giáo dục cũng đã làm việc với các hiệu trưởng các nhà trường để có cái sự là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Chú ý tới những giáo viên là giáo viên dạy giỏi các cấp, giáo viên phụ trách đoàn thanh niên, đội thiếu niên ở các trường, tổ trách đội các trường, rèn luyện phối hợp với các tổ chức như là đoàn thanh niên cũng như là công đoàn ở các nhà trường để chọn những giáo viên có những thành tích tốt ở trong hoạt động phong trào, trong phong trào giáo viên dạy giỏi các cấp để giới thiệu cho chi bộ. Một số cấp ủy trong ngành giáo dục đào tạo đặc biệt quan tâm phát triển đảng viên mới trong lực lượng sinh viên, giảng viên trẻ, nên số đảng viên là sinh viên, giảng viên trẻ tăng lên rõ rệt. Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2015 đến nay đã kết nạp được 44 đảng viên, trong đó 33 đảng viên là sinh viên và 10 đảng viên là giáo viên trẻ. Trong các cái lớp học phát triển nguồn thì nhà trường cố gắng làm sao để các lớp học học vào ngày thứ bảy chủ nhật. Và cái việc này thì cũng rất là được Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ để mở những lớp riêng cho sinh viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành lên 35%. Các cấp ủy đảng của ngành giáo dục đào tạo tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những tồn tại để vừa phấn đấu xây dựng đảng bộ, các chi bộ trong trường học trong sạch vững mạnh, vừa hoàn thành nghị quyết đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.